Chào cô chú anh khắp mọi miền Tổ quốc, thì hôm nay em mới về một số mặt hàng cũng như là qua với Mỹ nguyên thủy cây phôi với được hai phôi mùi quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị mình. Mùi quế khá đẹp ha. Một cây sam hương nè, có một cây sam hương duy nhất. Với một số cũng như linh sam 86 cây phôi với kim thanh mai nha cô chú anh chị mình, cây cũng khá lớn, rất là già cây. Được ba cây phôi mai vàng nha cô chú chị, với một cây tinh sam lá chung nha cô chú chị, cây thành phẩm. Thì em cũng rất cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ, và mong clip này cô chú tiếp tục ủng hộ để em có thêm động lực săn những cây đẹp và biết hơn để phục vụ. Rồi cái đầu tiên Nam ơi, đầu tiên là cây mã số A nha cô chú anh chị mình, cây mai vàng miền Tây mình nha. Cây mai này có chân cành đồ đầy đủ, mau chơi đây. Cây cũng rất là già cây. Đế thì không có chóng mặt nào hết. Rồi thông số đi anh ơi. Vành em đo tại vị trí này là 20 nha cô chú anh chị mình. Chiều cao hiện tại của nó là 56. Em đo cái củ đặc của nó là nó 52 nha cô chú anh chị mình. Mình để tổng là 80. Cây mã số A đầu tiên em xin giao lưu với giá là 2.500.000. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Mai vàng miền Tây mình nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số B nha cô chú anh chị, một cây mai vàng luôn. Cây mai vàng dốc thú nha cô chú anh chị mình. Nhìn khá là có duyên nha. Cây cũng rất là già cây. Vành em đo tại vị trí này là nó gần 21 tính 20 thôi. Chiều cao em lấy tới đỉnh hiện tại của nó là 56. Em đo vành để mình tham khảo chơi thôi. 55. Cây mã số B em xin giao lưu với giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây cây rất là già, lên đen thui thùi lùi luôn. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số C nha cô chú anh chị mình, cũng cây mai vàng miền Tây, thì đợt này em có 3 cây để phục vụ cho cô chú anh chị em mình. Rồi em đo vành. Vành em đo tại vị trí này là nó gần 22 tính 21 thôi. Chiều cao là 74 nha cô chú anh chị mình. Đế nông cao là 32. Vành đế tổng là nó 92 cô chú mà cô chú anh chị mình. Cây này nó cũng có lọc đây, lọc mà ít, 1, 2, 3 trứng lọc nè. Rồi gõ này. Cây này cũng rất là già cây nha cô chú mà cô chú anh chị mình. Cây mã số C em xin giao lưu với giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc. Rồi những cái nhánh mà có vô kẽm nào nữa ship là mình vuốt lên hay là sao anh? Nữa mấy cái nhánh này nữa em vuốt lên đặng em ship nữa cô chú anh chị, mình có chốt về mình bẻ lại. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là qua với Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị mình. Cây này cây mã số 1 là hoành là 15, cao 44, giá là 350.000, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 2, hoành là 15, hoành đế 42, cao 339. Cây này em giao lưu với giá là 350.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo luôn ơi. Tiếp theo là mã số 3 cũng qua giấy Mỹ nguyên thủy luôn, hoành là 14, hoành đế là nó 60, cao 42. Cây này em giao lưu với giá là 450.000, em bao ship toàn quốc. Nếu cô chú anh chị mình có nhã ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn anh ơi. Tiếp theo là mã số 4, hoành 17, cao 29. Cây này em giao lưu với giá là 350.000, em bao ship toàn quốc. 350.000 nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 5, qua giấy Mỹ nguyên thủy luôn, hoành là 12, cao 29. Cây này em giao lưu với giá là 350.000, em bao phí ship ạ. Tiếp luôn ơi. Tiếp theo là mã số 6, hoành là 17, hoành đế 40, chiều cao là 42. Cây này em giao lưu với giá là 450.000, em bao ship toàn quốc. Qua giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị mình.
Tiếp luôn Nam ơi. Cây này là cây mã số 7, hoành 12. Và cái này một chậu em tháp hai cây nha cô chú anh chị mình. Hoành thì nó cũng tương đương với nhau hết á. Cao là 33, cây này em giao lưu với giá là 400k, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn này. Tiếp theo là mã số 8, hoành là 11, hoành đế là 50, cao 45. Cây này em giao lưu với giá là 350k, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. 350. Tiếp theo luôn này. Tiếp theo là mã số 9, hoành là 11, hoành đế nó là 49, cao 32. Cây này em giao lưu với giá là 500k nha cô chú anh chị mình. Cây này cũng rất là già nha cô chú anh chị mình. Đây, nó cũng lên già xanh đó. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 10, cũng qua giấy Mỹ nguyên thủy luôn, hoành là 16, cao 45. Cây này em giao lưu với giá là 450k, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 11, hoành là 12. Cái dáng bay nó từ đây ra ngoài đầu này á là của nó là nó 42. Cây này em giao lưu với giá là 350k, em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 12, hoành là 13, cao 40. Cây này em giao lưu với giá là 350k, em bao ship toàn quốc, 350 nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 13, cũng qua giấy Mỹ nguyên thủy luôn nha cô chú anh chị mình. Hoành là 18, hoành đế 45. Cái dáng bay của nó từ đây ra tới ngoài đầu này là nó 45. Cây này em giao lưu với giá là 500k, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn đây. Tiếp theo là mã số 14, hoành là 18, hoành đế 47. Cái dáng bay nó từ đây ra tới ngoài này là 45 nha cô chú anh chị mình. Cây này em giao lưu với giá là 450k, em bao ship toàn quốc. Ở đây nó có cái thẹo là lúc mình vận chuyển nha cô chú anh chị mình, không có ảnh hưởng gì hết. Nó mình chỉ tha keo vô là nó mau à, mau liền xẹo à. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 15, hoành là 22, hoành đế là cao là 45. Cây này em giao lưu với giá là 650k, em bao ship toàn quốc. Hoành khá là lớn nha cô chú anh chị mình, em đo ngay chân đây, xuống đây nó còn lớn nữa. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 16, hoành là 17, hoành đế là 50, cao 50. Cây này em giao lưu với giá là 600k, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 17, hoành 22, cao 52. Cây này em giao lưu với giá là 600k, em bao ship toàn quốc. Nếu cô chú anh chị mình có nhà ấy ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị mình. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 18, hoành 23, hoành đế 52, cao 47. Cây này em giao lưu với giá là 900k, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Hoành khá là lớn, hoành 22 nha cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 19, cũng qua giấy Mỹ nguyên thủy luôn, hoành là 23, hoành đế 50, cao 39. Cây này em giao lưu với giá là 900k, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 20, cũng kết thúc cái lô qua giấy của em ngày hôm nay. Là hoành của nó là 18, hoành đế 56. Cái dáng bay nó từ đây ra đây là nó 32. Cây này em giao lưu với giá là 450k, em bao ship toàn quốc. 450 nha cô chú anh chị, cây khá là có duyên. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 21, hoành là 11, hoành đế 45. Đế nôm của nó là 10 nha cô chú anh chị mình. Cây này em giao lưu với giá là 550k, hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 22, cũng hồng ngọc mai luôn, hoành là 9, hoành đế 44, đế nôm cao là 12, chiều cao là 39. Cây này em giao lưu với giá là 550k, 550 nha cô chú anh chị. Đế này cũng còn chôn sâu xuống đây khoảng 5-6 phần nữa nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 23, cũng hồng ngọc mai luôn, hoành là 13, hoành đế 48, đế nôm cao là 13, chiều cao là 25. Cây này em giao lưu với giá là 550, 550k nha cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 24, hoành là 14, hoành đế 44, đế nôm cao là 13. Cây này chiều cao em quên,
bên đâu lỗi. Chiều cao cái này là 30 nha cô chú anh chị. Cây mã số 24 em giao lưu với giá là 550, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 25 là cây kim thanh mai nha cô chú anh chị mình. Cây này là cây thiên nhiên, hoàn toàn là cây thiên nhiên cô chú anh chị. Cây rất là già. Cây mã số 25, hoành là 12, hoành đế 45, cao 32. Cây này em giao lưu với giá là 650k, em bao ship toàn quốc. Khá là già ha. Đúng rồi, già lên nu hết. Dáng cũng khá là đẹp luôn. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 26 cũng kim thanh mai luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 15, hoành đế là 47, cao 30. Cây này em giao lưu với giá là 600k, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cái hoành mình tính ở ngay chân chỗ vị trí nào hả anh Nam? Đây, hoành em tính ngay chân đây nè. Đây, đây tại nó đóng lại rồi mình đo mắt lòn vô trong đây nè. Rồi còn cái cụm đó là nguyên cái khối đặc đó là rễ nó lên đó ha. Rễ lên. Đây, mấy cái thẹo này là mấy cái thẹo cũng như ba cái chồi của rễ lên mình nhấp cho nó nhìn cho nó dễ coi á. Cây khá là già luôn. Cây này là già là dữ lắm, già nghe cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 27 cũng kim thanh mai luôn. Hoành là 13, hoành đế 35, chiều cao là 24. Cây này em giao lưu với giá là 500k, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây này cây nào cũng già dữ lắm, già luôn nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 28 cũng kim thanh mai luôn. Hoành là 18, hoành đế 50, cao 27. Cây này em giao lưu với giá là 550k, em bao ship toàn quốc. Mấy cái loại cây này về á, nếu cô chú anh chị mình chốt á, mình chỉ xịt nước kinh thân là em bao sống, đừng không khỏi cần tứ gì hết, nó cũng rất là dễ. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 29 cũng kim thanh mai luôn. Hoành là 15, hoành đế 49, chiều cao 39. Cây này em giao lưu với giá là 550k, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Khá là già, kim thanh mai mà cái hoành như vậy là cũng khó tìm nha cô chú anh chị. Nó già mới lên nu tới tầm này luôn nè. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 30 là Linh Sam 86 nha cô chú anh chị. Cây rất là già, hoành là 12, hoành đế 65, cao là 30. Cây này em giao lưu với giá là 700k, em bao ship toàn quốc. Đây đế là nó bích chịch ra đụng mặt chậu này hết. Cây này là quá là trời đế luôn đây. Rồi cây khá là già cây ha. Cây là già, cây hoàn toàn là cây thiên nhiên cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 31 cũng là Linh Sam 86 luôn. Hoành là 11, hoành đế 56, cao là 40. Cây này em giao lưu với giá là 700k, em bao ship toàn quốc. Khá là già cây nha cô chú anh chị. Cái loại này nó rất là chậm lớn. Cái dáng cũng khá là đẹp đây. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 32 cũng Linh Sam 86 luôn. Hoành là 13, hoành đế 70, cao đó là 22. Cây này em giao lưu với giá là 600k. Mấy cây này là em chia của một con bác kia là em trồng ở trên mô nghe cô chú anh chị mình. Đây đế là khỏi bàn rồi, nó không có trống ở đâu hết á, bít cái chậu luôn. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo á là mã số 33 cũng là Linh Sam 86 luôn nghe cô chú anh chị. Hoành là 12, hoành đế là 70, cao 20. Cây này em giao lưu với giá là 550k, em bao ship toàn quốc. Cây này là em bao già luôn nha cô chú anh chị mình. Rồi cái này là mình bứng gì mình xới cái bầu rồi mình vô lại trong đây cho cô chú anh chị mình luôn ha anh Nam ha. Đúng rồi, mình xới cái bầu mình vô đây. Rồi về cô chú anh chị mình chỉ cần xịt nước thân thôi. Xịt nước thân là em bảo đảm là nó sống 100% nha cô chú anh chị. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 34 là cũng Linh Sam 86 luôn. Hoành là 16, hoành đế 65, cao 22. Cây này em giao lưu với giá là 600k, em bao ship toàn quốc. Này mình có thể mình cho dán đổ mình nghiêng vậy nè cô chú anh chị mình, khá là đẹp. Rồi đế đều hết ha anh ha. Đều hết, không có trống. Cây này làm bao già mà, cực kỳ già luôn. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 35 là Trung Nu cô chú anh chị mình. Hoành là 24, em đo tại vị trí này. Hoành đế của nó là 58, cao 24.
Cây này em giao lưu với giá là 900k, bao ship toàn quốc, chung nu nha cô chú anh chị. Thì đợt này em có mấy cây thôi. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 37, cũng chung nu luôn nha cô chú anh chị mình. Đây là một chú lùn đây, bonsai lùn lực. Hoành là 19, em đo tại vị trí này. Hoành đế là em đo cái phần hoành đế nổi này là em đo được là 45, cao là 12 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc, chung nu nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là chung nu luôn nha cô chú anh chị mình. Mã số 38. Hoành em đo tại vị trí này á của nó là 26, hoành đế tổng của nó là 100, cao là 49. Cây này em giao lưu với giá là 1.900.000, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị mình có nhã ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị mình. Chung nu. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 39 nha cô chú anh chị mình, là sam hương Đài Loan nha cô chú anh chị. Cây này là đế là nó đều hết, không có chấm, có đế hết. Hoành tem đo tại vị trí này á, là của nó là 30, hoành đế là 50, cao á là 49. Cây này em giao lưu với giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc, sam hương nha cô chú anh chị. Cái lá nó mình dò ra một cái mình làm ngửi là nó rất là thơm nha cô chú anh chị mình. Cây này có ship chậu không Nam ha? Cây này chắc em rút ra nha cô chú anh chị, tại vì chậu xi măng ship nó cũng bể ra, mất sức cây lắm. Để em rút ra em bó bầu kỹ. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 40 nha cô chú anh chị. Cái này là một phôi nguyệt quế. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị mình. Cây có cái phong tàn thiên nhiên này khá là đẹp. Em xin phép đo hoành. Hoành em đo tại vị trí này đó là gần 39, tính 38 thôi. Chiều cao là 55 nha cô chú anh chị. Đây đế thì nó bỏ tương đối là đều hết, không có trống nha cô chú anh chị mình. Có đường kính bầu anh nè. Đường kính bầu là nó 45 nha cô chú anh chị. Em đo hạo hạo cái tán ngang chơi không? Cái tán ngang là 52 nha cô chú anh chị mình. Cây mã số 40 em giao lưu với giá là 2.200.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 2.200.000 nha cô chú anh chị. 2.200.000. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 41 là cũng một phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn nha cô chú anh chị mình. Cốt cành thiên nhiên khá đẹp ha. Đúng rồi. Cái phong tàn khá là đẹp. Rồi em xin phép đo hoành. Hoành á, em đo tại vị trí này nè. Là nó 40 nha cô chú anh chị. Chiều cao cái này là 59. Em đo hạo hạo cái tán ngang chơi. Cái tán ngang cây này là nó 60 nha cô chú anh chị. Thế thì em nói là nó bỏ cũng tương đối đều hết, không có trống nha. Rồi, để em đo cái đường kính bầu. Đường kính bầu là 50. Anh đo tham khảo hoành đế luôn nè. Hoành đế này là em đo tham khảo ở đây thôi chứ nó còn ra lớn nữa nha cô chú anh chị mình. 90 nha cô chú anh chị. Rồi sang dòng luôn đi anh. Cây mã số 41 em xin giao lưu với giá là 2.400.000, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị mình. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 42 là một cây linh sam lá chung nha cô chú anh chị mình. Cây rất là già nua đây. Song hình lá chung ha. Song hình lá chung. Đây, đây em quay cái bộ đế. Cây là nó già là em hết biết đường tả. Cây này cây thuần ha anh Nam ha. Cây thuần chậu. Rồi em đo hoành nha cô chú anh chị mình.
cái dán này là dán thác đổ đây, khá là đẹp. Em đo tại vị trí này là 16 nha cô chú anh chị mình. Em đo xích vô trong đây cái, xích vô trong đây là 20. Em đo cái hoành đế tổng, hoành đế nổi của nó là 52 nha cô chú anh chị mình. Chiều cao là của nó là 32. Chiều đổ luôn nè. Chiều đổ xuống đây á là của nó là 70 nha cô chú anh chị mình. Còn cái tán ngang á là 45 nha cô chú anh chị. Cây mã số 42 em xin giao lưu với giá là 4.500.000, em bao ship toàn quốc, cây thành phẩm, cây thuần chậu nha cô chú anh chị mình. Nếu cô chú anh chị mình có chốt thì chắc em phải đóng thùng mướp rồi. Rồi ship luôn chậu không anh? Ship chậu luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi ship luôn cái chậu cho cô chú anh chị mình về chơi Tết mình luôn ha. Chơi Tết luôn. Cây này từ đây tới Tết là có bông nha cô chú anh chị mình. Tại cái đợt vừa rồi bông nó mới vừa tàn đây. Cây nè nó già dữ lắm, già vàng xương của nó đây, rất là lực. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 43 là linh sam siêu bông nha cô chú anh chị mình. Rồi thành phẩm anh ha. Thành phẩm cây này cô chú anh chị mình chốt về mình sang một cái chậu đẹp là mình tới Tết là mình có hoa luôn nha cô chú anh chị mình. Hoành tại vị trí em đó đây là 26 nha cô chú anh chị mình. Rồi. Chiều cao cây này là 49. Độ tổng thể cái tán bay luôn đi anh Nam ơi. Từ cái chiều bay về cành hồi sao nè. Đây, tổng thể cái chiều bay của nó đây là 85 nha cô chú anh chị. Còn ngang này á là của nó là 60 nha cô chú anh chị. Cây này là đế nó cũng đều hết nha cô chú anh chị mình, cây thuần trong cái bầu này. Cây mã số 43 em xin giao lưu với giá là 2.000.000, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Linh sam siêu bông, dáng nó nhìn cũng khá là có duyên nha. Rồi xây đi anh. Đây cái dàn xương dâm của nó khá là dày ha, cái chi nó cũng lớn chân. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 44 cũng linh sam siêu bông luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng thuần trong cái bầu này nha cô chú anh chị mình. Đây đế đây khá là nhiều. Rồi tức là hồi mình nuôi hồi cây phôi tới như vậy là nó nằm trong bầu này không? Đúng ha. Rồi nó nằm trong bầu này. Rồi thông số đi anh ơi. Này cô chú anh chị mình chốt về mình sang cái bầu đẹp á, là mình đón xuân luôn nha cô chú anh chị mình. Hoành tại vị trí đây gần 22 tính 21. Chiều cao là 40. Cái tán ngang là 49 nha cô chú anh chị mình. Cái tán dài chứ. Còn ngang này là ngang là 33. Cây mã số 44 em xin giao lưu với giá là 1.000.000, em bao ship toàn quốc. Linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Rồi những cây này là mình đóng thùng hay là sao Nam ha? Nếu cô chú anh chị mình chốt là em đóng thùng luôn cô chú anh chị ơi, để đảm bảo cành nhánh cho nó an toàn nha cô chú anh chị. Cây đế là cô chú anh chị thấy. Đây có mấy cái thẹo này mà nó không sao ha. Linh sam thì cái thịt nó khá thịt là nó chắc lắm, không có ảnh hưởng gì đâu. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 45 nha cô chú anh chị. Đây là linh sam lá chung nha cô chú anh chị mình. Rồi đây. Một cây trực lắc khá đẹp ha. Cây trực lắc khá là đẹp. Rồi thông số luôn đi Nam ơi. Hoành em đo tại vị trí này là 21 nha cô chú anh chị. 21. Chiều cao của nó là 30. Tổng cái phương tàn của này là của nó là 47 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 35. Này cái cấu cành của nó khá là lực ha. Khá là lực, một cây trực lắc khá đi anh. Là đẹp nha cô chú anh chị mình. Cây này cũng rất là già rồi, nó thuần chậu trên đây à. Cốt nó khá là lớn ha. Rồi. Cây mã số 45 em giao lưu với giá là 3.600.000, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Linh sam lá chung nha cô chú anh chị.
Rồi cây này cuối clip luôn ha anh Nam ha. Cây này là cây cuối clip, em xin chúc cho cô chú anh chị mình một ngày mới có tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại.